Ông kỷ nguyên khủng long này, mỗi đội sẽ phải chuẩn bị một bữa ăn bằng các nguyên liệu tự nhiên và không được sử dụng các công cụ nấu nướng. Hãy nhớ một điều, các bạn thậm chí không thể đốt lửa. Liệu đội Mayhead có bị loại không? Anh không nghĩ gì phía kia. Mayhead phải có một kế hoạch nào đó. Làm giúp anh một việc, tất cả việc này là sao sao ra? Tôi đã đưa cho em một đề nghị để tham gia cùng đội của tôi. Tại sao em lại lãng phí thời gian cùng gia đình của em? Vào cuối vòng thi này, sẽ biết được ai là người lãng phí thời gian. Mọi người tiếp tục đi, tôi sẽ trở lại. Xin chào thưa quý bà. Mời đứng lên nào. Nào, tôi sẽ đưa bà về gian hàng của mình. Tôi sẽ tự đi. Không, để tôi đưa đi. Không không, nào tôi sẽ đưa đi. Mì hết. Nếu muốn biết bí mật của tôi, nên trực tiếp hỏi tôi. Tại sao lại cử gián điệp đến gian hàng của tôi? Em xin lỗi. Dì ấy chắc hẳn đã bị lạc đường. Nào mọi người, hãy tập trung vào công việc của mình đi. Mùi hiết và nơi hồ vẫn chưa quay lại. Chúng ta chỉ còn 45 phút nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu mày hết đang cản trở chúng ta để giúp chồng cô ấy? Mày hết, chúng ta nên nghĩ về một cái gì đó khác. Xin lỗi, chắc hành ấy đã bị té xuống bùn. Sau ra, họ đã không làm gì trong 1 giờ 15 phút qua. Họ sẽ làm gì bây giờ? Nếu giả định của tôi là đúng, thì Mayhem đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. Mì hết đang nấu đùm búp bì Jenny. Tại sao tôi có thể không nghĩ ra nó chứ? Sau ra, anh thấy ý tưởng của em hay phải không? Anh có nhớ đã cho em xem đoạn video nấu đùm búp bì Jenny không? Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Anh trông có vẻ sợ hãi, đừng quá tự mãn. Vì càng hả hê, thì khi thua sẽ càng đau. Kết quả sẽ được công bố sau thời gian ngắn, để xem ai sẽ là người thua. Thật là một vòng gây cấn. Mỗi đội đã đặt trái tim và tâm huyết của mình vào vòng này. Và họ đã chuẩn bị những món ăn ngon. Nhưng bây giờ đã đến lúc cho điểm số cuối cùng.
Vì vậy hãy xem các giám khảo quyết định ra sao. Các bạn ơi, tôi đã có trong tay điểm số cuối cùng, vì vậy xin hãy nín thở. Đội ghi ít điểm nhất là đội Chandigan, vì họ đã làm món pohaji, nhưng họ chỉ nấu hashi mà họ đã quên món po. Đó là lý do tại sao họ đã nhận được điểm không. Điều này có nghĩa là họ đã bị loại. Hãy chuyển sang đội Napu. Họ đã nấu kimchi chicken và họ đã sử dụng kính để lấy lửa. Đó là một cách độc đáo để đốt lửa. Nhưng họ đã quên mất một điều. Trước đây, kính râm hay bất kỳ loại kính nào đều không tồn tại. Nhưng với sự nỗ lực độc đáo này, đội của họ đã nhận được 2 điểm. Tiếp theo là đội đến từ Hoa, có tên là Guan. Họ đã nấu món cách tên và họ đã được điểm 5. Mọi người ơi, bây giờ đã đến lúc công bố top 3. Hãy bắt đầu với đội thứ 3. Đội ở vị trí thứ 3 là đội đến từ Kolkata. Họ đã nấu món cá sống và món ăn của họ đã khiến ban giám khảo của chúng ta rất thích. Họ đã có 7 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra ai là đội thứ 2. Các bạn xin hãy nín thở một lần nữa. Đội dân gì lần này là đội Wajili. Đó là đội của Saudakana. Tuyệt vời. Đội của Saudakana được 8 điểm. Hôm nay nhóm của Saudakana đã làm món salad kiểu Ấn Độ. Mặt khác, nhóm của Meheshama đã đốt lò đất để nấu món dumbab biryani chỉ trong thời gian nửa giờ. Nên đội chiến thắng hôm nay sẽ là Meheshama và gia đình cô ấy. Họ đã chiến thắng. Nhưng mọi người, tôi có một thông báo quan trọng cho tất cả các bạn. Đối với vòng đấu ngày mai, tất cả các đội sẽ được phát nguyên liệu bí mật và chúng sẽ được gửi đến địa chỉ mà các bạn đã đăng ký đội của mình vào ngày mai lúc 5 giờ sáng. Chúc các bạn may mắn trong vòng đấu thứ 2. Hẹn gặp các bạn ngày mai. Ồ, vì ra anh vẫn nhớ sao? Em nghĩ rằng tôi sẽ quên sinh nhật của vợ mình sao? Cho dù khoảng thời gian vừa qua chúng ta đã luôn gây chiến với nhau hoặc là tranh cãi vì điều gì đó, nhưng hôm nay là sinh nhật của em. Vì vậy, hãy thổi nến đi. Nhắm mắt lại và ước nguyện đi. Ngoài ra, tôi còn một bất ngờ khác cho em. Nhưng muốn làm điều đó, em phải đến gần tôi hơn. Chuyện gì vậy sao ra? Tới gần tôi hơn.
sâu ra. Đây mới là khởi đầu. Cuộc chiến tranh thật sự vẫn chưa đến. Anh thật là sớ sự. Chúc mừng sinh nhật Mayhem. Ngoài ra, hôm nay tôi vẫn chưa thể tặng quà cho em, nhưng ngày mai tôi sẽ tặng bất ngờ cho em. Em sẽ nhận được chúng. Hãy chuẩn bị đi. Đây là danh sách. Chúng ta cần 3 thành phần cho dòng hôm nay. Đầu tiên là chôm chôm. Nó là một loại trái cây Thái Lan. Món tiếp theo là chanh cát. Và thành phần thứ 3 là ớt đỏ Thái Lan. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải làm theo công thức Thái Lan. Nhanh lên, lướt màn đi muối. Tìm công thức món Thái Lan bao gồm có chôm chôm. Chú ơi, xin vui lòng cho cháu biết chúng ta sẽ lấy tất cả những thứ này từ đâu. Chú đã nói chuyện với người bán rau củ rồi. Moonkate nói với chú rằng những thành phần này không dễ dàng có trên thị trường. Còn Ratan nói nếu muốn có chúng thì đến chợ Ajaipur. Nhưng không có hàng, chúng sẽ hết sớm. Giờ chúng ta phải đến đó. Mọi người nên tràn đầy năng lượng. Hãy thể hiện nhiệt tình nào. Mohit, em đi lấy xe của chị đi. Những người còn lại thì bắt taxi đến đó càng sớm càng tốt, được chứ? Vicky, tỉnh dậy đi Vicky. Dậy đi muộn rồi. Tôi xin lỗi thưa ngài, tôi đã đến muộn. Chúng ta không có các thành phần cần thiết cho cuộc thi. Đừng lo lắng, cô đã quá mệt mỏi rồi. Hãy làm giúp tôi một việc, quay trở lại địa điểm được chứ? Thưa ngài, nếu ngài định sa thải tôi, xin vui lòng cho tôi biết ngay bây giờ. Nhưng xin ngài đừng xúc phạm tôi trước mặt mọi người, làm ơn. Các người dường như coi con đường này là tài sản riêng của các người. Đơn giản vì các người đã đóng thuế đường bộ sao? Chiếc xe của các người đã làm hỏng xe của tôi. Và nó rất đắt, các người phải đền nó. Những người chủ xe muốn trốn tránh trách nhiệm thường nói tiếng Anh. Nhưng đó là lỗi của cô. Tôi chỉ đang cố gắng đổ chiếc xe của mình, nhưng cô đã lao vào nó và đụng phải chúng tôi. Ồ, tôi đã đúng. Vì chỉ có những người rẻ tiền mới sử dụng những ngôn ngữ bẩn thỉu như vậy. Nếu dám nói những lời xúc phạm tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ cho các người biết. Này, cô đang nói ai rẻ tiền vậy hả? Được rồi, không sao đâu, nhưng mà... Tôi xin lỗi, nhưng chiếc xe của chúng tôi cũng bị hư. Hãy kết thúc vấn đề này ở đây, cô cũng có thể đi. Ồ, cô có vẻ như khá biết điều đó, không giống như những kẻ ngốc này. Nhưng tôi sẽ không để cho các người đi dễ dàng đâu, các người phải bồi thường. Đưa tôi 20.000 ruby. 20.000 ruby? Xe của cô thậm chí còn không bị một vết xước mà cô đòi 20.000 ruby. Này, đây không phải là một chiếc xe điện. Xe của tôi là ô tô và nó rất đắt tiền, hiểu chứ? Đền tiền, qua tôi sẽ gọi cảnh sát. Này cô kia, đừng nói chuyện dễ dẫn nữa. Mùi,
chúng ta sẽ đến muộn trong cuộc thi. Này, các người đang làm gì ở đây? Những gì đang xảy ra ở đây? Thưa ngài, đầu tiên họ đã đâm xe vào tôi và bây giờ họ đang quấy rối tôi. Đến đi, cảnh sát, đó không phải là sự thật. Chúng tôi đã rất lịch sự với cô ấy, nhưng cô ấy đã thô lỗ với chúng tôi. Những người có lỗi luôn hành xử như vậy. Được rồi, hãy để cho họ đi đi. Tất cả những điều này thật lãng phí thời gian của tôi. Vấn đề là, bọn họ không xin lỗi tôi. Điều này, thôi được rồi, tôi sẽ bỏ qua. Thưa ngài, hãy để họ đi đi. Nhưng tôi hy vọng bọn họ sẽ biết điều hơn. Mohit, chúng ta sẽ đến muộn trong cuộc thi. Đi nào. Đúng là người phụ nữ kỳ lạ. Cô ta đã đòi tiền chúng ta. Giờ đột nhiên cô ta lại. Được rồi, nhanh lên. Sau ra đúng là một chàng trai lãng mạn. Cảm ơn cháu thân yêu. Đối với bất ngờ đáng yêu này, cậu ta đã tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Mayhead. Giờ đổi lại, Mayhead sẽ đánh bại cậu ta trong cuộc thi. Chúc con sinh nhật vui vẻ con yêu. Chúc con luôn hạnh phúc. Chào cô Karuna. Cô có khỏe không? Nhờ có Mayhead, tôi đã hồi phục rất nhanh. Vấn đề đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi khi chúng tôi kịp nhận ra. Chúng tôi đã làm tổn thương cô rất nhiều. Vì vậy, tôi vô cùng xin lỗi cô. Cô Karuna, chúng cháu cũng vô cùng xin lỗi vì việc đã xảy ra vài ngày qua. Không, cháu không cần phải xin lỗi ta đâu. Tôi không tức giọng cũng như không tức giận vì những việc đã xảy ra đâu. Mà tôi muốn cả hai người họ được hạnh phúc. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Tất cả mọi người, chúng ta đã có đủ điệu nhảy và sự lãng mạn rồi. Hãy bắt đầu vòng thứ hai của chúng ta nào. Xin vui lòng về vị trí của mọi người. Vicky, vòng đấu sắp bắt đầu rồi và chúng ta thậm chí còn không có các nguyên liệu. Mọi người, hãy chuẩn bị trước đi. Vicky, em đi với Riza đến chỗ làm việc của chúng ta. Bắt đầu chuẩn bị đi, anh sẽ lo liệu, được chứ? Được rồi. Sao ra? Mỹ hết. Có chuyện gì? Cảm ơn anh. Sau những gì xảy ra đêm qua, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ lên kế hoạch cho em một bất ngờ tuyệt vời như vậy. Em thật sự rất thích. Mỹ hết có gì đâu. Đây chỉ là khởi đầu thôi. Em có nhớ những gì tôi đã nói với em không? Có rất nhiều bất ngờ sẽ xảy ra hôm nay. Vậy tôi hy vọng em sẽ thích tất cả chúng. Anh có biết điều ngạc nhiên lớn nhất đối với em là gì không?
bài toán của chúng ta. Làm thế nào điều này xảy ra? Mọi thứ giữa chúng ta vẫn ổn chứ? Mọi người ổn chứ? Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em nên đánh thức anh vào sáng nay. Sáng nay em thật đáng trách. Em đã ở đó khi đồng hồ của anh đang kêu, và em đã tắt nó đúng không? Đúng chứ? Anh nghĩ em là một người xấu xa vậy sao? Em đã đến phòng của anh và làm vậy sao? Em thừa nhận em đã nghe thấy tiếng chuông báo thức. Em cũng muốn đánh thức anh vậy, nhưng em sợ anh nổi giận. Vì vậy em đã rời đi. Để chịu lỗi, em có ý này. Hai chúng ta có thể chia sẻ các thành phần cho nhau. Chúng ta có thể chia sẻ chúng một cách bình đẳng, không bị hết. Những thành phần đó là của em. Em đã có chúng bằng cách nỗ lực. Vậy hãy tập trung vào cuộc thi của em đi. Nhóm của tôi thì tôi sẽ quản lý, được chứ? Mohit, túi đựng nguyên liệu ở đâu rồi? Cái túi đó, con đã đưa nó cho Sono, con đã đưa nó cho Neho. Gì, đưa cho em sao? Nó ở đâu? Mê hết. Em sẽ nhận được bất ngờ tiếp theo tại vị trí của đội mình. Cảm ơn anh. Nhưng em không muốn bất ngờ nữa đâu sau ra. Mẹ. Mẹ ơi. Ồ, mẹ xin lỗi, nó đã nằm ở đây. Mẹ hết. Những quả khoai tây. Những quả khoai tây. Cà chua. Cái này là gì? Khoai tây, hành tây, cà chua. Rau quả đâu rồi? Thật không thể tin được, chúng ta đã đặt chúng ở đây. Chúng ta sẽ làm gì nếu không có nguyên liệu? Chúng ta sẽ làm gì? Mohit, ta đã bảo con rằng hãy giữ cái túi. Xin lỗi mọi người. Tôi có một thông báo đặc biệt cho tất cả các bạn. Cảm ơn. Trước khi cuộc thi bắt đầu, một thành viên đã tham gia đội của tôi. Đó là vợ của tôi, Mohit. Nhưng cô ấy đã rời bỏ chúng tôi để tham gia cùng với gia đình của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi trống một vị trí. Tôi đã nói chuyện với giám khảo và có một thành viên mới sẽ tham gia cùng chúng tôi. Thành viên mới trong nhóm của chúng tôi là một đầu bếp được chứng nhận quốc tế. Xin chào mừng thành viên mới trong nhóm của chúng tôi. Siêu tài năng và rất xinh đẹp. Nikita Diwan. Cô ta không phải là người đã đâm xe vào chiếc xe của Mohit sao? Tôi đã tráo đổi các thành phần. Mohit sẽ nhận được bài học của mình. Nikita và tôi học cùng trường đại học. Giờ hôm nay, định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau sau bao nhiêu năm. Có phải vậy không? Thưa quý vị và các bạn, đã đến lúc tất cả các đội sẽ sử dụng các nguyên liệu đặc biệt và chuẩn bị món ăn. Xin vui lòng trở về vị trí của mình.
Sầu ra chắc chắn đã làm cái gì đó. Đó là lý do tại sao anh ta đã mời đầu bếp quốc tế. Thay vì chị, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Chúng ta không có nguyên liệu. Hãy đi và thông báo cho ban tổ chức rằng chúng ta thiếu nguyên liệu rồi. Nhìn kia, đó là túi của chúng ta. Thật là gian lận. Hãy để con đi và khiếu nại với ban giám khảo. Không, nó sẽ không tác dụng gì đâu. Mấy hết, đừng cố bảo vệ sau ra. Dì Sita, làm ơn đi. Hãy suy nghĩ trước khi nói điều gì. Chúng ta không có bằng chứng nào chứng minh Nikita đang cắp nguyên liệu của chúng ta. Dì nói đi. Vậy thì tại sao mọi người có thể tin chúng ta? Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì có thể. Nhưng chúng ta sẽ không thừa nhận thất bại. Anh biết đấy, sao ra anh chắc chắn đã cho mày hết một vố lớn. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh cảm thấy căng thẳng khi cô ấy lo lắng. Tôi nói đúng chứ? Có 5 đội khác nhau ở đây. Tôi có thể đánh lừa bất cứ 2 trong số họ để lấy nguyên liệu. Nhưng tại sao lại nhắm vào mày hết? Cô tới đây để chúng ta đánh bại cô ấy. Chúng ta sẽ nắm phần thắng nhiều hơn. Vậy thôi. Cô ấy vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Cô ấy chắc chắn sẽ tìm ra lối thoát. Hãy nghe đi. Nếu mọi người không sử dụng đúng các thành phần được yêu cầu, các bạn sẽ không nhận được điểm. Và có thể sẽ bị điểm không. Mẹ hết. Điều này đã xảy ra bởi vì con đơn giản và trung thực. Sau ra luôn tận dụng điều đó. Xin chào mẹ hết. Xin chào nhà Sama. Tôi sẽ dạy cho anh một bài học sau cuộc thi. Mẹ hết. Nói với tôi, bây giờ anh muốn gì? Làm cùng nhau, chúng ta sẽ thực hiện việc này. Đây là những thành phần còn sót lại. Em là chuyên gia trong lĩnh vực nấu ăn. Vậy thì hãy dùng nguyên liệu còn sót lại này đi, giữ chúng. Hôm nay là sinh nhật của em, tôi hứa sẽ tạo bất ngờ cho em. Vì vậy, đây là một trong số những bất ngờ. Tôi mong em sẽ thích nó. Nhận nó đi. Tại sao sao ra? Để dạy cho em một bài học. Khi một người buộc phải thay đổi kế hoạch của mình vào giây phút cuối, một người bị người thân của mình phản bội, thất vọng và tồi tệ, tôi muốn em có cảm giác này. Ngay cả tôi cũng bị sốc khi em chọn gia đình của em. Và nó vượt qua khả năng của tôi. Sau ra, giữ những thành phần còn sót lại của anh đi. Không. Chúng ta sẽ sử dụng chúng. Bởi vì ngay cả tôi cũng muốn dạy cho anh một bài học. Nếu anh nghĩ rằng anh đang giúp đỡ chúng tôi bằng cách đưa cho chúng tôi những thứ của chúng tôi, thì anh thật đáng buồn. Vì anh đang nhầm lẫn đó. Sau ra tôi sẽ cho anh biết. Anh sẽ phải ân hận.
về những thứ anh đã làm. Chúng tôi sẽ trả ơn anh một cách xứng đáng. Cảm ơn. Mọi người đến đây ngắm tôi hay là làm món ăn đi. Nào nhanh lên. Sau ra, hãy nhìn chính mình xem. Tôi cảm thấy anh là người của đội Mayhem thay vì là đội trưởng của đội chúng tôi. Anh nên làm dưới trướng của Mayhem đi. Này Nikki, im lặng đi. Được rồi, tôi chỉ nói đùa thôi. Nhưng 6 năm trước, không ai có thể tưởng tượng rằng sau ra Khanna sẽ coi trọng bất kỳ người phụ nữ nào trong đời này. Nhân tiện thì sao ra, sự hiện diện của mày hết chắc hẳn đã ảnh hưởng đến anh, cho dù anh có chấp nhận hay không. Cô có phải là đầu bếp không? Đừng nhắm vào tôi, tập trung vào công việc đi. Hiểu chứ? Bây giờ các bạn chỉ còn lại 1 phút. Việc đếm ngược sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Nào nhanh lên đi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mọi người hãy dừng lại đi, hết giờ rồi. Sau ra đã đánh bại chúng ta bằng cách lừa dối. Cái thành phần dây chôm chôm không dễ dàng có. Hôm nay các đội đã chế biến các món ăn được sử dụng những nguyên liệu đó. Và tôi vui mừng thông báo rằng mỗi nhóm đã nghĩ ra những thực đơn sáng tạo. Bây giờ đã đến lúc tôi muốn công bố số điểm. Hãy bắt đầu từ đội Maharashtra. Đội đến từ Maharashtra đã ghi được 7 điểm. Hãy để tôi nói tiếp về đội Chandigarh. Đội từ Chandigarh đã ghi được 8 điểm. Hãy hướng sự chú ý của chúng ta về phía Benga. Đội đến từ Benga đã ghi được 5 điểm. Đội đến từ Qua đã ghi được 1 điểm ấn tượng, 6. Ồ, các bạn, giống như dòng hôm qua, dòng hôm nay còn lại đội Mayhem và đội Sao Ra. Hãy để chúng tôi giải thích. Món thái của đội Mayhem đã nghĩ ra chưa bao giờ được giám khảo chúng tôi và mọi người nếm thử trước đây. Nó là món duy nhất, cũng là món ngon nhất. Tuy nhiên, họ đã sử dụng một lượng rất ít nguyên liệu đã được yêu cầu. Do đó, mặc dù là một món ăn tuyệt vời, nhưng họ chỉ có bốn điểm. Vì vậy, đội chiến thắng của hôm nay là đội đã chế biến món ăn đẳng cấp thế giới, cơm cà ri chôm chôm. Và đội đó chính là qua chili của Sama. Đội đã ghi được 9 điểm. Hãy nhìn người phụ nữ xấu xí này đi. Cô ta đang ôm một người đàn ông đã có gia đình rồi, ngay trước mặt tất cả mọi người.
Các bạn, bây giờ đã là lúc thay đổi. Sau vòng hôm nay, ban giám khảo sẽ lên kế hoạch cho một sự thay đổi mới. Và điều thú vị là các giám khảo của chúng ta sẽ thảo luận với nhau và đưa ra hình phạt cho đội thua cuộc. Chuyện này là sao? Họ phải làm một cái gì đó để tăng lưu lượng người xem. Hình phạt dành cho người thua cuộc hôm nay là đội của mì hết. Họ sẽ phải sắp xếp một buổi hẹn hò lãng mạn cho đội chiến thắng. Đó chính là đội của ông Sautrakhana. Ý tôi là đội trưởng đội chiến thắng Sautrakhana sẽ được chọn người hẹn hò với ông ấy. Cảm ơn các vị giám khảo. Người mà tôi muốn hẹn hò là cô ấy, không phải là ai khác. Chính là cô Nikita. Tôi tự hỏi anh ta đang muốn đạt được điều gì. Một điều nữa, sau khi đội của mày hết chịu hình phạt, tức là sau buổi hẹn hò lãng mạn của ông Sautra và Nikita, và giám khảo sẽ cho chúng ta biết xem đội mày hết có làm tốt công việc của họ hay không. Nếu mày hết và các thành viên trong nhóm của cô ấy không hoàn thành tốt công việc của họ, họ sẽ bị loại trong vòng đấu tiếp theo. Yeti, các bạn hãy nhận điểm đi. Điều này không đúng. Tại sao anh lại muốn đưa ra hẹn hò với tôi thay vì giờ anh? Tôi muốn nhìn thấy mê hết ganh tị như thế nào. Sao vậy? Sao em lại buồn? Có vẻ như em đang ganh tị. Anh đang phơi bày tính cách thật của mình. Tôi không đợi đến ngày mai được đâu mày hết. Em sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Hôm nay em có thể thấy tôi hẹn hò lãng mạn với một người phụ nữ khác không? Em có thể làm điều đó chứ?
em đang cảm thấy muốn khóc sao? Cô có thể cho chúng tôi biết buổi hẹn hò đầu tiên của cô chứ? Món đầu tiên tôi làm cho sau ra là món trứng luộc. Chúng ta tự ở cùng nhau ở London đúng chứ? Cô nghĩ rằng đây chỉ là những quả trứng luộc, nhưng đây là một món ăn khác. Tôi rất ấn tượng mê hết. Ông xã yêu dấu, ông xã yêu dấu, tôi hy vọng anh sẽ có một buổi hẹn hò vui vẻ. Đời đấy, chúng tôi đã thực hiện nhiều thỏa thuận đặc biệt.